Hello, mình là Nam Ngôn. Còn mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, chiều ngày hôm nay chúng ta sẽ tới quán cà phê chợ đầu cổ ha. Thì buổi chiều ngày hôm nay sẽ diễn ra cái buổi offline chó buôn Pháp à. Rất là hoành tráng luôn, nãy giờ mình thấy rất là nhiều bạn chó đi chơi luôn. Đây nè, lần đầu tiên quán này luôn. Ồ, không gian này hơi bị đẹp à. Trời ơi, đông vui quá. Anh hả? Anh chưa mua vé nữa. Ờ, phải mua vé hả em? Không anh, anh là khách mời đặc biệt. Để em kêu Bảo Buôn. À, Bảo Buôn không? Minh ơi, kêu Bảo Buôn thì em thấy anh Minh. Kêu Bảo Buôn, có anh Nam Ngô tới. Hết hồn tưởng tốn tiền vé chứ. Ôi, không gian quán đẹp quá bạn, này chợ đồ cũ ha. Nhìn ở trên kia thấy Sài Gòn xưa. Ok các bạn, hôm nay mình sẽ đi dự sứ mệnh buôn Pháp ha. Đây là cái đội hội buôn Pháp được anh em tổ chức rất là hoành tráng luôn ở quán cà phê gì đồ xưa ha, đồ cổ ha, chợ đồ cổ. Chợ đồ cổ, đây là không gian quán rất là đẹp. À, đây là cái gian hàng mà đồ ăn cho các bạn cuốn nhà mèo ha. Trên tay chúng ta sẽ thấy đây là một cái thực phẩm mà theo công ty nói là một cái sản phẩm ăn vặt dành cho các bạn cuốn và bạn mèo. Sản phẩm được sấy lạnh ha, và gọi là giữ nguyên được cái hàm lượng dinh dưỡng ở trong đó, rất là ok. Ngoài ra còn rất là nhiều những cái sản phẩm khác như là thịt rồi pate rồi các thứ. Thì cái này được phương pháp sấy lạnh, các bạn có thể ngâm vào nước thì nó sẽ nở ra. Đó, giữ nguyên luôn, giữ nguyên được cái hàm lượng giá trị dinh dưỡng luôn. Đó, này ngâm cho các bé là ăn vặt ha. Đó là nó chỉ cái này là được sấy lạnh, nó rút cái nước ra ngoài thôi, nhưng mà những cái giá trị dinh dưỡng bên trong thì nó hầu như là còn nguyên. À, đây là một cái sản phẩm được phát triển bởi công ty HG Pet Food ha. Thì mình cũng có sử dụng những cái sản phẩm này cho mấy bạn chó nhà mình, rất là khoái, rất là mê. Đây là một sản phẩm ăn vặt ha. À, đây sứ mệnh buôn Pháp, rất là nhiều những cái thức ăn để phục vụ cho các bạn cún và bạn các dòng chó cao cấp rồi này nọ. Hai em buôn Pháp đây, dễ thương chưa, hai cái lỗ tai giật đứng. Còn rất là nhiều dòng chó đẹp ha các bạn ha. Thì hôm nay mình đi mình đi cái đại hội buôn Pháp này thì gặp mấy bạn buôn Pháp cái form mới, cái form ngắn ngủn luôn, siêu ngắn luôn, nhìn dễ thương cực kỳ luôn. Để mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Đây là các anh em admin của năm cái farm đứng ra cùng chung tay tổ chức cho cái đại hội này. Và đây là cái quầy của một cái phòng khám. Thì ở đây có kết hợp với phòng khám thú y luôn. À, dẫn các bé lên để mà thăm khám sức khỏe luôn. Ồ, có mấy bạn bu đồ đen đẹp nè, buôn Pháp và sữa. Cũng có mấy cái farm về chó, anh em đem sản phẩm lên giới thiệu ha. Rất là đông, không khí rất là đông vui luôn á. Quá trời buôn Pháp bò sữa. Sẵn mình nói cho anh em chưa biết, tại vì ở đại hội buôn Pháp thì mở nhạc rất là nhiều, đâm ra là mình nếu mà mình quay nguyên cái âm thanh đó sẽ bị dính bản quyền, cho nên là buộc lòng mình phải lồng tiếng lại, nghe nó không có được sôi động lắm ha, anh em thông cảm, nhưng mà cái này là buộc rồi. À, quá trời bự. Này có gì, quốc cường, quốc công ha. Ồ, dễ thương chưa, ngoan. Này là buôn lì nha các bạn. À, bé đang trong clip là buôn lì. Đây cũng là buôn lì, đây đang cho show dáng đứng bàn, tướng lực quá. Đây cũng buôn lì luôn. Thì đại hội buôn Pháp nhưng mà vẫn có một cái khu vực cho anh em buôn lì đứng chơi. Chúng ta có thể quan sát thì buôn Pháp là người chơi người ta sẽ giữ nguyên cái lỗ tai, thì cái lỗ tai buôn Pháp nó dựng đứng lên nhìn nó rất là dễ thương. Còn đối với buôn lì thì chúng ta thấy mọi người hay tiểu phẫu cái lỗ tai cho nó ngắn gọn lại, nhìn nó ngầu hơn, tại vì cái lỗ tai của con buôn lì nó cụp xuống
À, đây là bạn chó được có giá là 1 tỷ nha các bạn. Đây là cái màu hot, màu Isabel. À, 1 tỷ, quá dữ luôn. Super VIP luôn. Đó nè, dễ thương chưa? Đó có các bạn buôn pháp này tướng cũng ngắn ngủn luôn nè, mà chưa ngắn lắm ha. Thì theo như anh em chia sẻ buôn chơi chó bây giờ nó mỗi một năm nó sẽ ra những cái phiên bản mới. Trong cái quá trình lai tạo thì con người mình sẽ chọn lọc ra những cái hình thái nào mình đẹp để mình chọn lọc ra cái gen để mình lai tạo tiếp theo cho đời tiếp theo. Cho nên là nó rất là đa dạng về kiểu dáng và nó được update liên tục. Đó. Thì nó hình dung giống như là điện thoại di động nha, mỗi năm nó cập nhật phiên bản mới thì giờ chó cũng vậy. Có mấy đoạn form ngắn ngủn dễ thương lắm. Có bạn form ngắn hơn nữa, hơn bạn này nữa. Mặt bò sữa nhìn nó ngáo. Rất là nhiều luôn á, rất là đông luôn á. Rất là đông anh em buôn pháp đi chơi rồi này nọ. À, có phí vào cửa nha anh em, 99k. Đó tổ chức thì tại vì mình thấy cũng xứng đáng, tại vì anh em đầu tư rất là nhiều. Đây là 4 thế hệ của buôn lì ha. Có ông bà rồi cha rồi cháu, con rồi cháu, đó là 4 thế hệ đó. Đây là cái gia phả. À, chúng ta đang nói về cái gia phả của cái phả này. Đó. Cái lưỡi quá trời, cái lưỡi không kìa. Cơ bắp cùng cụ luôn. Đó. Đang chỉnh chân cho nó sơ dáng rồi. Buôn lì nó có cái nét riêng, buôn pháp nó có cái nét dễ thương riêng. Mỗi một dòng nó sẽ có cái nét hấp dẫn riêng. Buôn pháp thì mình thấy là người ta không có xử lý cái lỗ tai, nhưng mà người ta xử lý cái đuôi. Tướng này lật quá. Ồ, dễ thương chưa? Nó nằm rồi. Đeo mắt kiến thấy cậu rồi ha. Thấy ông chủ rồi. Dễ cưng. Màu bây giờ nó cũng ra nhiều màu mới ha các bạn ha. Rất là nhiều màu mới. Và cũng khó để mà đổ ra được những cái màu xịn. Cho nên là những cái màu như là màu Isabel nè, rồi Lý Lắc đâu nè, thì đó là những cái màu nó hiếm, nó mắc tiền, định giá cao hơn. Còn mấy bé màu nâu, màu đỏ, bò sữa, vợn trên trong hình thì nó cũng thường cũng nhiều. À, bạn chủ đang dùng nước đá để mà làm mát cho các bạn cún của mình ha. Thì cái dòng buôn pháp á, thì theo anh em chia sẻ thì nó cũng hay bị cái vấn đề về hô hấp do mũi nó ngắn quá. Thì đây cũng là một cái điểm mà anh em nuôi buôn pháp sẽ cần lưu ý. Khi mà nóng quá là nó sẽ cảm giác khó thở. Làm mát cho nó, tránh bị sốc nhiệt. Cái này là cái khu vực mà anh em ban tổ chức đã chuẩn bị để mà cho các bé nó nghỉ ngơi cũng như là uống nước lấy lại sức. Chúng ta đang theo dõi một cái cuộc thi của các bạn buôn pháp ha, đứng bàn. Các bạn chủ sẽ ẵm bé cún của mình lên và cho đứng xô dáng để thi coi bạn nào xô cái dáng đẹp và biết nghe lời nhất. Có thể xô cái dáng đẹp nhất của mình cho mọi người. Không khí rất là sôi động ha. Ủa, HG Pet Shop, Pet Food nữa các bạn. Thì đây là cũng là một cái hãng đồ ăn mà mình có sử dụng cho mấy bạn cún nhà mình ha. Rất là nhiều thịt và mấy cái đó gọi là gì, rau hả? Rau. À, rất là ngon luôn. Lại có quà cho Lucy với lại em Ba Bê ở nhà rồi. Thank you em nhiều. Ok. Rồi, trước nha. Ok các bạn. Sứ mệnh buôn pháp, đại hội buôn pháp được tổ chức phải nói là rất là hoành tráng luôn. Rất là nhiều nam sinh nữ đẹp. Và rất là nhiều bạn chó rất là dễ thương. Màu sắc rất là tuyệt vời luôn.
Thì chương trình vẫn còn đang tiếp tục ha. Rất là nhiều quà tặng nè, rất là nhiều cái chương trình ở trên đó thì các bạn đang thi ha, thì mình cũng không thể nào mình quay hết được, cho nên là xin phép dừng cái video clip ở đây. Lần tới mà có dịp tổ chức nữa thì nếu mà các bạn rảnh thì có thể lên chơi cùng chung vô cái ngày hội này, phải nói là cực kỳ vui luôn. Ok, bye bye mọi người, chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và xem clip vui vẻ. Bye bye.